Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Là Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 128 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 128 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói lúc bấy giờ đám người Diệp Húc vô cùng hưng phấn. Bọn họ bị nhốt trong chấn ma quật này, tuy giờ còn linh mạch để bọn họ bổ sung tu vi đã bị hao tổn, nhưng khi linh mạch hết rồi, bọn họ chỉ còn một con đường chết. Nhưng giờ đây bọn họ thu được Hàn Trác Cung và thân thể Vu Hoàng Hàn Trác, có hậu thuẫn hùng mạnh là Phách Hạ lão tổ, rời khỏi đây cũng chẳng hề khó. Bảo Hiền Minh Tôn lập tức phóng lên cao, bay tới chỗ vầng trăng kia. Diệp Húc cùng với hai vị Minh Tôn và Triều Cung Thiều đuổi theo hắn, tốc độ cực nhanh, một giây đi hơn ngàn dặm. Hơn nửa canh giờ sau, vầng trăng kia vẫn treo cao trên đỉnh đầu bọn họ, dường như giơ tay là có thể với đến, nhưng thực tế lại là cách xa đến không thể tưởng tượng được. Đừng đi nữa. Sắc mặt của Triều Cung Thiều khẽ biến, lão trầm giọng nói: Theo ta thấy, vầng trăng này cách chúng ta không chỉ một thế giới đâu, chúng ta vĩnh viễn không thể nào đi đến trước của nó được đâu. Lời này của lão thật tối nghĩa, Diệp Húc phải cẩn thận suy nghĩ một lát mới hiểu được ý của lão, hắn không khỏi hoảng sợ. Ý của Triều Cung Thiều nghĩa là vầng trăng này không ở cùng một thế giới với bọn họ, ánh trăng mà bọn họ thấy là của thế giới khác, tuy có thể nhìn đến nhưng nếu không đi từ thế giới này vào trong thế giới kia thì hoàn toàn không thể đến được trước vầng trăng kia. Nga Hoàng dùng pháp lực hùng mạnh của mình bóp méo thời không, gửi mặt trăng của mình ở thế giới kia chỉ có thể nhìn chứ không thể với tới. Cho dù bọn họ có quét sạch chấn ma quật, tìm khắp mọi ngõ ngách thì cũng chẳng tìm được mặt trăng này, càng không thể phá vỡ được chấn ma quật. Nhưng đám người Diệp Húc đã ý thức được điều đấy. Mắt trận của chấn ma quật chính là mặt trăng này. Thứ cắn nuốt tu vi tinh khí của bọn họ cũng là mặt trăng này. Chỉ cần phá vỡ nó là có thể thoát khỏi nơi khủng bố này. Nhưng vầng trăng này tuy là mắt trận, lại khác với thời không của chấn ma quật này. Với không gian vô cùng chắc chắn kia của chấn ma quật, bọn họ căn bản không thể phá vỡ được bức tường không gian. Bởi vậy, cho dù bọn họ có biết cách phá cấm đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thoát khỏi nơi này. Đây chính là một tử cục. Bản lĩnh của Nga Hoàng có thể nói là thần kỳ. Nga Hoàng thật không hổ là một trong những nữ vu hoàng mạnh nhất trong lịch sử. Tu vi thực lực của bà ta, cho dù không phải là thánh hoàng, cũng cách không xa nữa. Diệp Húc không khỏi khâm phục vị nữ vu hoàng này vạn phần, tán thưởng từ tận đáy lòng. Tuy hắn bị nhốt trong chấn ma động do chính Nga Hoàng luyện chế ra, gần như là phải chết không thể nghi ngờ, nhưng điều này cũng chẳng khiến hắn nảy sinh chán ghét với Nga Hoàng, ngược lại hắn còn cực kỳ khâm phục thành tựu của bà. Một người phụ nữ có thể tu luyện đến tình trạng như vậy đủ khiến cho đại đa số cánh mày râu trên thế gian này phải ngưỡng mộ. Bất luận tâm tính cùng hành vi của bà như nào, một cường giả như bà luôn đáng để người ta khâm phục. Không biết là dùng cung Hàn Trác thúc giục Nghệ Hoàng Kim Tiễn có thể phá vỡ không gian nơi đây không, một mũi tên bắn rơi vầng trăng kia không? Tu Đại Minh Tôn đột nhiên hỏi. Lấy tu vi của năm người chúng ta đồng loạt rót vào trong cơ thể Vu Hoàng Hàn Trác, làm thành thân ngoại hóa thân, tất có thể kéo căng được cung Hàn Trác. Chiếc cung này tuy hao tốn uy năng khá nhiều, nhưng dù sao thì nó cũng là cấm bảo, hơn phân nữa là có thể bắn rơi mặt trăng kia. Ánh mắt Bảo Hiền Minh Tôn sáng lên, liên tục nói đó là ý kiến hay. Già La Minh Tôn và Triều Cung Thiều cũng dục dịch tính toán tính khả thi của hành động này. Bất kể là vầng mặt trăng này của Nga Hoàng có cấp bậc gì, nó cũng chỉ là một món bảo vật không người điều khiển. Nếu như bọn họ khống chế thân thể Vu Hoàng Hàn Trác, kéo căng cung Hàn Trác ra, uy năng vô hạn, hẳn là có thể bắn rơi được nó xuống. Chủ ý này không thể thực hiện được. Diệp Húc suy nghĩ nói. Tâm pháp của Hàn Nguyệt Cung chuyên dùng để khắc chế cấm pháp của Nghệ Hoàng. Mặc dù cung Hàn Trác có thể bắn xuyên qua tầng tầng không gian, e là gặp mặt trời kia cũng sẽ bị vỡ nát hết thôi. Mọi người nghe thế nhíu mày, biết là lời của hắn nói chẳng hề sai. Diệp Húc từng dùng một đạo lý này ám hại Ngọc Tiêu Cung chủ một lần.
Lúc ấy, Ngọc Tiêu công chủ khắc chế Nghệ Hoàng Kim Tiễn, kết quả khiến cho Phách Hạ lão tổ trong mũi tên tạm thời thoát khỏi phong ấn, tản ra một luồng hơi thở, suýt nữa đã đánh chết nàng ta. Già Lam Minh Tôn suy nghĩ rồi nói: "Không thể dùng cung hàn trác, như vậy thì chỉ có thể dùng thiên địa dương tam đỉnh, thúc dục ba chiếc đại đỉnh này, tất có thể phá vỡ các tầng không gian, đánh nát mặt trăng kia." Triều Công Thiều lắc đầu nói: "Chẳng qua hiện giờ, uy năng của ba chiếc đại đỉnh kia cùng lắm chỉ tương đương với cấm bảo bán thành phẩm, nếu như va chạm với mặt trăng kia thì chúng nó sẽ vỡ nát mất thôi. Phách Khả lão tổ kia chắc chắn sẽ không chịu cho chúng ta dùng tam đỉnh liều mạng phá vỡ cấm chế đâu." Lão còn một câu chưa nói ra, đó chính là dù có liều mạng làm hư tổn thiên địa dương tam đỉnh thì chưa chắc đã có thể làm nổ nát mặt trăng kia được. Mặt trăng mà Nga Hoàng luyện chế này chắc chắn là một món cấm bảo, lại hút đi tinh khí và tu vi của nhiều nhân hoàng như vậy, cùng với hắn cắn nuốt tinh khí của Hàn Trác Cung, Vu Hoàng Hàn Trác, thiên địa dương tam đỉnh, uy lực của nó đã sớm vượt qua cả cấm bảo, có khi còn là thánh vật cấp bậc thánh hoàng, là thứ tồn tại trong truyền thuyết. Khi còn ở trạng thái toàn thịnh, thiên địa dương tam đỉnh cũng chưa chắc có thể phá nát bậc thánh vật này, chỉ có kiều đỉnh hợp nhất, chín cấm bảo hòa hợp lại làm một mới có thể chống lại nó được. Mọi người ai cũng mặt co mày cáo, tuy biết rõ cách phá cấm nhưng lại chẳng thể phá cấm, điều này khiến cho bọn họ bỗng cảm thấy một cảm giác vô lực sâu sắc. Kỳ thực hẳn là còn có hai phương pháp có thể rời khỏi trấn ma quật này, Diệp Phúc đột ngột nói. Một cách chính là Hạo Thiên Đại Nhật Chân Kinh của Thái Dương Thần Cung, hoặc là Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh. Cấm pháp và vu bảo của Thái Dương Thần Cung tương sinh tương khắc với Hàn Nguyệt Cung, hẳn là có thể dùng cấm pháp của Thái Dương Thần Cung hóa giải cấm chế trấn ma quật rời khỏi nơi này. Ánh mắt Triều Công Thiều sáng lên, lão vỗ tay tán thưởng. Không sai, cấm pháp của Thái Dương Thần Cung đích xác tương sinh tương khắc với Hàn Nguyệt Cung. Nếu như pháp lực đủ hùng mạnh thì quả thật có thể trực tiếp hòa tan bức tường không gian rời khỏi nơi này. Già La Minh Tôn có tu vi cùng kiến thức gần với lão, nghe vậy cũng gật đầu không ngừng nói. Dọc đường đi, bản đại tôn cũng không nhìn thấy có người của Thái Dương Thần Cung bị chấn áp ở đây. Thái Dương Thần Cung và Hàn Nguyệt Cung trước nay luôn đối địch với nhau, trong lịch sử cũng từng khai chiến. Theo lý mà nói thì trong trấn ma quật này phải chấn áp vài vị cao thủ của Thái Dương Thần Cung, nhưng nơi đây chẳng hề có thi thể của nhân hoàng Thái Dương Thần Cung. Có thể thấy được Hàn Nguyệt Cung cũng biết trấn ma quật này cũng không được chấn áp nhân hoàng của Thái Dương Thần Cung kìa. Mà chủ công lại tinh thông hai đại cấm pháp của Thái Dương Thần Cung, cho nên chúng ta liền có hy vọng mà rời khỏi nơi này rồi. Tu Đề Minh Tôn cười nói. Diệp Phúc lắc đầu. Chỉ có một điều, Hạo Thiên Đại Nhật Chân Kinh của ta chỉ có cuốn thứ 5 Thuần Dương Cuốn, Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh chỉ có cuốn thứ 6 Nguyên Thần Cuốn, không thể tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, e là không thể phá vỡ bức tường không gian này được. Mọi người im lặng. Trấn ma quật có thánh vật bậc thánh hoàng do Nga Hoàng luyện chế ra chỉ, Diệp Phúc dựa vào hai cuốn cấm pháp của Thái Dương Thần Cung này cũng chẳng thể nào mở ra bức tường hư không được. Vậy phương pháp kia là gì vậy? Triều Công Thiều thở ra một hơi trầm giọng hỏi. Diệp Phúc khẽ mỉm cười nói. Cách khác chính là cấm pháp của Hàn Nguyệt Cung, Ngọc Thiềm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh. Nếu có thể tu luyện môn cấm pháp này đến cảnh giới cao nhất, như vậy thì chẳng cần phá cấm mà cứ thoải mái rời khỏi nơi đây. Triều Công Thiều chán nản nói. Lời này của ngươi nói cũng như không. Cấm pháp Hàn Nguyệt Cung chính là bí mật không truyền, hơn nữa chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện. Môn cấm pháp này ta biết một phần. Diệp Phúc cười tủm tỉm nói. Đám người Triều Công Thiều, Già La Minh Tôn trợn tròn mắt, khó có thể tin nổi, hoảng sợ nhìn hắn. Qua một lúc lâu, Triều Công Thiều mới lộ ra vẻ khó trách là như vậy. Giơ tay, sờ ngực Diệp Húc, cười ha ha nói. Lão tử đã sớm hoài nghi, ngươi là đàn bà rồi. Không phải như các ngươi nghĩ đâu. Diệp Húc giận dữ, gạt bàn tay của lão ra, tức quá mà cười. Sư bá, cho dù đệ tử là đàn bà, thì ngài cũng không thể trực tiếp sờ ngực đệ tử chứ. Ngọc Thiềm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh chính là do Kiều Kiều truyền thụ cho ta, được ta dung nhập vào trong cấm pháp mà ta khai sáng, chứ không phải là ta có thể tu luyện cấm pháp của Hàn Nguyệt Cung. Hơn nữa, ta tu luyện Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh và Hạo Thiên Đại Nhật Chân Kinh, hai môn cấm pháp này chỉ có đàn ông mới có thể tu luyện được. Đây cũng là bằng chứng chứng minh ta là đàn ông kìa. Triều Công Thiều vội vàng thu tay về, lúng ta lúng túng nói. Lão phu mới không phải là cái loại người như người nghĩ đâu. Chẳng qua lão phu chỉ muốn kiểm nghiệm xem người có phải nữ nhân hay không thôi. Diệp Húc trợn mắt nhìn lão, với ấn tượng về Triều Công Thiều ở trong lòng liền bỏ thêm một từ lão háo sắc vào. Tu Đại Minh Tôn suy nghĩ một lát cười nói. Chủ công, bốn người chúng ta cùng đưa pháp lực vào trong cơ thể của người, có thể làm cho tu vi của người tăng lên nhân hoàng trong thời gian ngắn. Lấy tu vi nhân hoàng thúc dục tâm pháp của Hàn Nguyệt Cung và Thái Dương Thần Cung, hẳn là có thể rời khỏi nơi đây.
Diệp Phúc tế Di La Thiên Địa Tháp lên, lắc đầu nói: thân thể của ta chỉ có thể so với đại vua Tam Bất Diệt Cánh, thân thể bất diệt, căn bản không thể chứa nổi pháp lực của các người đâu. Ta có một chú ý, chính là lợi dụng thân thể vua hoàng Hàn Trác để thúc giục hai loại cấm pháp này, lại thêm pháp lực của các ngươi thì hẳn là có thể phá cấm mà ra. Triều Cung Thiều với ba người Già La, Tu Đề, Bảo Hiền liếc nhau cùng lắc đầu nói: như vậy cũng không được, tu vi chúng ta thâm hậu hơn ngươi hàng nghìn hàng vạn lần, sau khi tế thân thể vua hoàng Hàn Trác lên thì cần người tới thúc giục pháp lực của bọn ta thi triển cấm pháp của Hàn Nguyệt Cung và Thái Dương Thần Cung kìa. Bảo Hiền Minh Tôn ồ mồm nói: chủ công, pháp lực của người yếu quá, giống như người có một cân sức mạnh mà bốn người bọn ta cùng thêm vào một chỗ liền có hơn ngàn cân sức mạnh, như vậy cho dù là như thế nào đi chăng nữa thì một cân cũng chẳng thể kích thích được ngàn cân. Triều Cung Thiều thở dài suy sụp nói: tu vi của ngươi ít nhất phải tăng lên mấy chục lần nữa tới tam tương cảnh, tu thành pháp tướng chân thân mới có thể thúc giục được pháp lực của bọn ta, thúc giục thiên địa pháp tướng, dùng thân thể vô hoàng Hàn Trác thi triển cấm pháp. Chẳng qua lão không có nói tiếp, nhưng đám người Già La Minh Tôn cũng hiểu được ý của lão. Trong một khoảng thời gian ngắn mà tăng tu vi lên mấy chục lần, từ hợp thể nhất phẩm tu luyện đến tam tương cảnh pháp tương kỳ, trở thành đầu sỏ, đây đúng là một nhiệm vụ chẳng thể nào hoàn thành nổi. Không thử sao biết được. Trong lồng ngực của Diệp Phúc bỗng trào ra một cỗ hào khí, hắn thản nhiên nói: Hàn Nguyệt Cung và Thái Dương Thần Cung hơn phân nửa là đã đính hôn rồi. Ngọc Thiêu Cung chủ muốn gả người con gái của ta cho kẻ khác, tiếp tục trì hoãn thế này thì e rằng là Kiều Kiều sẽ thật sự trở thành thê tử của kẻ khác mất thôi. Cho dù như thế nào, ta cũng phải tự tu thành pháp tướng chân thân trong thời gian ngắn nhất rời khỏi nơi này. Chúng ta ra ngoài rồi sẽ cướp hôn giết người hay sao? Ba vị đại minh tôn vương hưng phấn vạn phần. Bảo Hiền Minh Tôn run giọng hỏi: Ngươi nói đi. Diệp Phúc mỉm cười, tuy trên khuôn mặt của hắn mang theo ý cười ấm áp, nhưng từ trong xương cốt lại lộ ra sát ý lạnh lẽo. Lại nói, bí cảnh Quảng Hàn Cung mênh mông như mây khói, như thơ như họa, giờ đây những hư hại mà đám người Diệp Phúc gây ra đã được sửa chữa như lúc ban đầu, không hề nhìn thấy bất cứ một dấu vết nào của một trận đại chiến thảm thiết. Chỉ có một mặt trăng trong bảy mặt trăng trên trời kia đã bị thiếu đi hơn một nửa, chính là bị đám người Diệp Phúc Triều Cung Thiều tế thiên cầu lên cắn đi một phần của cấm bảo này. Lấy thực lực của Hàn Nguyệt Cung, trong lúc nhất thời cũng không thể sửa hoàn toàn được Thất Tinh Hoàn Nguyệt đại trận. Thánh địa này không hổ là một trong Tam Cung Ma Đạo, trên có Thất Tinh Hoàn Nguyệt, dưới có cây hoa quế, lại có cung Quảng Hàn và phủ Ngô Cương, các loại cấm bảo trấn áp số mệnh, duy trì Hàn Nguyệt Cung trường thịnh không suy. Thậm chí ở trong cung Quảng Hàn còn có rất nhiều thuần dương linh mạch bậc 9. Đám linh mạch này giống như những con rồng lớn thâm nhập sâu vào trong bí cảnh, hút đi địa khí để hóa làm thuần dương linh khí cung ứng cho linh sơn, khiến cho các linh sơn bao phủ bên trong linh khí màu vàng nồng đậm. Nếu người bên ngoài tiến vào bí cảnh này chắc chắn sẽ nghĩ là mình đã lạc vào trong tiên cảnh, lưu luyến không muốn về. Nữ đệ tử họ Tô kia bị trấn áp ở đây hay sao? Trong Quảng Hàn Cung, một bà lão tuổi già sức yếu đi hướng Bích Thủy Cung, thản nhiên nói với những nữ đệ tử trông coi cung này. Lão thần nghe nói cô ta rất quật cường, vẫn không chịu gật đầu đồng ý, đám hỏi với Thái Dương Thần Cung: đại cung chủ, để ta đi khuyên nhủ cô ta. Thái Tiêu nương nương. Nữ đệ tử trông coi Bích Thủy Cung nhìn thấy bà lão này, trong lòng cả kinh, nàng vội vàng không người thi lễ, cung kính nói: bẩm Thái Tiêu nương nương, Tô sư muội quả thật là ở trong này, cung chủ trấn áp buổi ấy ở đây cũng đã được một tháng rồi. Nàng không khỏi thầm nghĩ: Thái Tiêu nương nương chính là cánh tay đắc lực nhất của đại cung chủ, lòng dạ tàn nhẫn, hiếu sát, nghe nói rất nhiều sư tỷ muội chỉ vì phạm chút sai lầm nho nhỏ mà bị bà ta tra tấn tới chết kìa. Bà ta làm gì tới khuyên Tô sư muội, rõ ràng là định nghiêm hình tra tấn, ép Tô sư muội đi vào khuôn khổ đấy mà. Bà lão này tóc bạc da nhăn, trông cực kỳ già nua, nhưng lại là nhân vật gần kề với ba vị cung chủ Hàn Nguyệt Cung. Hàn Nguyệt Cung có rất nhiều cao thủ, nổi tiếng nhất là Tam Cung cung chủ Ngọc Tiêu, Quỳnh Tiêu và Cảnh Tiêu. Ngoại trừ ba người các nàng ra, còn có các cao thủ cùng thế hệ, lấy chữ Tiêu làm bối phận, ước chừng có hơn 35 người, đại đa số bọn họ đều là cường giả Tam Bất Diệt Cảnh. Trong các cao thủ có chữ Tiêu đấy, lại có 6 vị nhân hoàng, lấy Thần, Thanh, Bích, Đan, Lang, Tử, Thái làm tên, thêm Ngọc Tiêu, Quỳnh Tiêu và Cảnh Tiêu liền thành Cửu Tiêu. Bà già này tuổi lớn nhất tên là Thái Tiểu, bởi vì không thể xưng là cung chủ nên gọi là Thái Tiêu nương nương, phụ trách trưởng quản các hình phạt Hàn Nguyệt Cung, là kẻ tàn khốc nhất. Đám người Ngọc Tiêu, Quỳnh Tiêu có thể gìn giữ tuổi thanh xuân, mà Thái Tiêu nương nương lại có tư chất kém hơn bọn họ một bậc. Khi tu luyện đến cảnh giới thanh xuân thường trú
thì thân thể đã già nua. Cùng tu vi cảnh giới, theo diện mạo tuổi tác của một người cũng có thể thấy được thành tựu của kẻ đấy. Tuổi càng lớn thì thực lực có vẻ càng yếu, tuổi càng nhỏ thì thực lực lại càng có vẻ cao minh. Cùng là nhân hoàng, Ứng Thông Đạo trông như thiếu niên 16-17 tuổi mà vị thái tiêu nương nương này đã tóc bạc da nhăn nheo, từ điểm đấy cũng có thể thấy được một hai. Thái tiêu nương nương đi vào trong Bích Thủy Cung đã thấy đám đệ tử nữ Lộ Dao Già, Mạc Tăng Tăng đang nói chuyện cùng một cô gái mặc áo trắng. Mạc Tăng Tăng nhanh mồm nhanh miệng líu díu nói: "Kỳ thực muội thấy Diệp sư huynh cũng không tồi nha, một thiếu niên thật tuấn tú, đáng để phó thác trung thân. Sư huynh trông còn đáng tin cậy hơn hẳn Đông Hoàng sư huynh, ngay cả người ta cũng muốn gả cho Diệp sư huynh này." Lộ Dao Già thoáng thấy Thái Tiêu nương nương đi đến, sắc mặt nàng khẽ biến, vội vàng kéo quần áo nàng kia lại. Mạc Tăng Tăng quay đầu nhìn thì thấy Thái Tiêu nương nương sắc mặt bỗng tái nhợt, vội vàng cúi đầu xuống, không dám nói thêm lời nào nữa. "Con nhỏ kia, ngươi muốn gả cho tên tiểu ma đầu kia sao?" Đôi mắt của Thái Tiêu nương nương híp lại thành một đường nhỏ, những nếp nhăn trên mặt nhăn lại một chỗ, bà ta cười thật quái dị, giống như cú kêu trong đêm. "Hay là ngươi định phản bội Hàn Nguyệt Cung ta sao?" "Nương nương, đệ tử chỉ nói một câu đùa vui thôi." Sắc mặt của Mạc Tăng Tăng trắng bệch, nàng vội biện bạch. Thái Tiêu nương nương làm ngơ, da mặt run lên, lạnh lùng nói: "Lão thần phụ trách trưởng quán hình phạt của Hàn Nguyệt Cung, vốn thưởng phạt văn minh. Nay niệm ngươi vi phạm lần đầu, vậy lột bỏ 50 năm khổ tu của ngươi để khiển trách đi." "Nương nương, Mạc sư tỷ chỉ nói một câu vui đùa, mong nương nương tha lỗi cho tỷ ấy, đừng nổi giận." Tô Kiều Kiều tiến lên cầu xin cho Mạc Tăng Tăng: "Đồ tiện nhân, ngươi tự bảo vệ mình còn không nói, cần muốn cầu xin cho kẻ khác hay sao?" Thái Tiêu nương nương phất tay áo một cái, đẩy nàng ra, lại giơ tay bắt nguyên thần của Mạc Tăng Tăng kéo ra ngoài cơ thể. Bà ta cười gằn một tiếng, liền cướp đoạt đi pháp lực khổ tu 50 năm của Mạc Tăng Tăng, đem nàng từ hợp thể kỳ đánh xuống hóa thần kỳ. Rồi bà ta lại lập tức tát cho một cái vào mặt Mạc Tăng Tăng, tát cho nàng bay ra ngoài Bích Thủy Cung. Thái Tiêu nương nương cười khanh khách, nghe thật quái dị, đôi mắt giả nua kia nhìn hướng Lộ Dao Già: "Lộ sư đệ, lão thân phụng mệnh đại công chúa đến khuyên bảo Tô Kiều Kiều, ngươi còn có việc gì không? Nếu không có việc thì mời ngươi rời đi." Mấy đệ tử Hàn Nguyệt Cung khác thấy thế không nhịn được dùng mình, yên lặng rời khỏi Bích Thủy Cung. Lộ Dao Già thở dài, khẽ nói với Tô Kiều Kiều: "Sư muội, muội hãy cẩn thận." Nàng cũng rời khỏi Bích Thủy Cung, bên trong chỉ còn lại Thái Tiêu nương nương và Tô Kiều Kiều. "Hay cho một con nhóc trông thật đáng yêu." Thái Tiêu nương nương đánh giá Kiều Kiều từ cao xuống thấp, đôi mắt kia sáng lên, chỉ thấy cô gái áo trắng này như là tiên tử vậy, dù đối mặt với vị nhân hoàng như bà ta cũng kiến thoái có độ, không chút thất kinh. Nàng giơ tay nhấc chân có một loại ý vị phong lưu tự nhiên, lưu loát sinh động, người khác không thể bắt chước được. Thậm chí Thái Tiêu nương nương còn cảm thấy Kiều Kiều mới là Quảng Hàn tiên tử chân chính đã sống lại. Thậm chí ba vị cung chủ Ngọc Tiêu, Quỳnh Tiêu và Cảnh Tiêu so với khí chất kia của nàng còn kém hơn một bậc. "Đó là tác dụng diệu kỳ của thân thể Thủy Đức Cộng Công hay sao?" Thái Tiêu nương nương lấy lại bình tĩnh, giọng nói nghe thật chói tai, bà ta cười quái dị nói: "Thân thể ngũ hành quả thật rất tốt, ngươi nhập môn chưa đến 10 năm đã tu luyện đến tam thần cảnh hợp thể kỳ. Lão thân tu luyện đến cảnh giới này mất đi hơn 300 năm. Lúc trước nếu như lão thân cũng có thân thể ngũ hành thì dung mạo sao có thể già nua như vậy được?" Trong mắt bà ta lộ ra vẻ hưng phấn, tàn nhẫn, dường như rất mong đợi được hủy diệt đi thứ tốt đẹp nhất thế gian. Đồ vật nào càng xinh đẹp, không tì vết, bị hủy đi trong tay của bà ta lại càng hưng phấn vậy. "Lão thân phụng mệnh đại công chúa tới hỏi ngươi một câu, gả cho Đông Hoàng Mục Thái Dương Thần Cung, ngươi có đồng ý hay không?" Vẻ hưng phấn trong mắt của Thái Tiêu nương nương càng thêm đậm, bà ta dò hỏi. Kiều Kiều lắc đầu, hạ giọng nói: "Phiền nương nương hồi bẩm lại ân sư, Kiều Kiều bất hiếu, đã định chung thân với thiếu gia." Thái Tiêu nương nương cười khanh khách nói: "Đồ tiểu tiện nhân, quả nhân lăng loàn y như nhị cung chủ, không phải thất thân cho tên tiểu ma đầu họ Diệp kia sao? Một tấm màng mà thôi, lão thân thần thông quảng đại vá lại cho ngươi là được, đảm bảo khi ngươi gả cho Đông Hoàng Mục rồi thì vẫn là tấm thân xử nữ, không ai có thể nhìn ra được." Vẻ tàn nhẫn trong mắt bà ta càng thêm nồng đậm, cười to không ngừng: "Đồ lẳng lơ, nương nương nói thật cho ngươi biết, tiểu ma đầu họ Diệp đã bị trấn áp trong Chấn Ma Quật rồi, cho dù vô hoàng ra tay cũng chẳng thể cứu nó được đâu. Lúc này e là tên tiểu ma đầu kia đã xương thịt tan rã, hóa thành nước mù rồi.
người thủ thân cho một kẻ đã chết như vậy thì có đáng hay không đấy? Sắc mặt Kiều Kiều tái nhợt, thân thể lung lay, nàng không nói được một lời. Tính nhẫn nại của lão thân có hạn, hỏi lại một ngươi một câu, có gả hay không? Thái Tiêu nương nương lộ ra vẻ không kiên nhẫn, cười lạnh mà nói: Phiền nương nương hồi bẩm công chúa. Tô Kiều Kiều nhìn chằm chằm mặt bà ta, không chút yếu thế, nàng gằn lên từng chữ: Ta không gả. Không phải do ngươi. Thái Tiêu nương nương hét to một tiếng, gương mặt méo mó trông thật dữ tợn khủng bố. Bà ta cười to: Lão thần sớm biết con ả lằng lơ nhà ngươi sẽ nói câu đó mà, lão thần sớm chuẩn bị rồi. Lạc Nhạn sư, ngươi vào đi. Bên ngoài Bích Thủy Cung truyền đến một tiếng cười khẽ, chỉ thấy một cô gái áo tím nhẹ nhàng cất bước đi vào trong cung. Cô gái này có dáng người cao gầy, xinh đẹp tuyệt luân, ở khóe miệng có một nốt ruồi mỹ nhân, trông có vẻ phú quý lại có khí chất. Nàng ta cười ngâm ngâm đứng phía sau Thái Tiêu nương nương, cười nói với Kiều Kiều: Tô sư muội, muội nên đồng ý với nương nương đi, tránh phải chịu khổ. Nàng này cũng từng cùng đám người Lộ Dao Già đi tới động phủ mà Kiều Kiều xây dựng, chính là cô gái áo tím đã mời Kiều Kiều hồi cung, tên là Lạc Nhạn Sư. Nàng ta chính là đại sư tỷ của Hàn Nguyệt Cung, đồng môn với Tô Kiều Kiều, cũng là đệ tử của Ngọc Tiêu Cung Chủ. Hiện giờ nó có hối hận cũng đã muộn rồi. Thái Tiêu nương nương cười ha ha, khuôn mặt kia trông thật lạnh lùng. Thái Dương Thần Cung muốn kết hôn với chính thân thể ngũ hành của Hàn Nguyệt Cung ta, cũng không nói là nhất định phải kết hôn với ngươi. Nếu ngươi không đồng ý thì đừng trách lão thân vô tình, đành phải lấy nguyên thần cộng công của ngươi ra, đánh nhốt vào trong cơ thể của Lạc Nhạn Sư, để cho nàng ta trở thành thân thể nửa ngũ hành. Lạc Nhạn Sư trung thành và tận tâm với Hàn Nguyệt Cung ta, còn hơn đồ lẳng lơ nhà ngươi gấp trăm ngàn lần. Nàng ta được nguyên thần thủy đức cộng công của ngươi, tương lai trở thành vu hoàng, chính là người đứng đầu Hàn Nguyệt Cung, đồng thời trưởng quản Thái Dương Thần Cung, mẫu nghi thiên hạ. Trong đôi mắt của Lạc Nhạn Sư lộ ra vẻ chờ mong, mà ngoài miệng thì lại khuyên nhủ: Nương nương, dù sao Tô sư muội cũng là đồng môn sư đệ, mong nương nương để muội ấy suy nghĩ lại. Thái Tiêu nương nương quả quyết nói: Nhạn sư, đại công chủ đã ngầm đồng ý việc này, ngươi không cần nói thêm gì nữa. Lạc Nhạn Sư thở dài, hạ giọng nói: Nếu sư tôn đã nói như vậy, đệ tử cũng không có lời nào để mà nói cả. Mong khi nương nương rút đi nguyên thần của Tô sư muội rồi, hãy tha cho nàng ấy một mạng, bằng không sư đệ sẽ thấy thật thương tâm. Nhạn sư, ngươi nhân hậu quá rồi, nhưng lão thần đồng ý với ngươi, tha cho ả một mạng đi. Thái Tiêu nương nương giơ tay chụp tới Tô Kiều Kiều. Bà ta chính là bá chủ cấp nhân hoàng, pháp lực vô cùng hùng hậu, vốn chẳng phải là kẻ có tu vi hợp thể kỳ như Tô Kiều Kiều có thể chống lại được. Chỉ thấy bà ta giơ tay bắt lấy, một tiếng oành thanh thúy vang lên, trên người Tô Kiều Kiều đột nhiên chuyển đến một luồng hơi thở hồng hoang. Một tông nguyên thần cao đến vạn trượng bước ra, xuất hiện ở sau lưng của nàng. Đây là một vị thần minh thời viễn cổ, mặt người thân rắn, tóc đỏ như lửa. Dưới chân ngài là biển rộng vô biên vô hạn, mơ hồ tản ra một luồng hơi thở vượt xa vô hoàng. Đây là đế uy thuộc thiên đế viễn cổ. Thân thể ngũ hành chính là nguyên thần của năm vị thiên đế thời viễn cổ phân liệt ra, tinh khí rơi xuống thế gian dung nhập vào trong cơ thể phàm nhân mà có. Chính là vì nguyên nhân của thiên đế nên có tư chất cao nhất trong thế gian, vượt qua tất cả những người khác. Có được loại tư chất này thì có thể đạt được thiên đạo truyền thừa tầng cao nhất, tu luyện cũng tăng lên nhất. Nhiều người đã trở thành vua hoàng gần như không bị cản trở. Nguyên thần thủy đức cộng công cuối cùng cũng là của ta. Hai mắt của Lạc Nhạn Sư tỏa sáng, nàng ta ngơ ngác nhìn nguyên thần vị thần minh viễn cổ này, thúc giục: Nương nương, mau, mau đưa nói cho ta. Mà lúc này, bên trong chiến ma quật, Diệp Húc tế ngọc lâu lên, khoanh chân ngồi trước mặt vua hoàng Hàn Trác, mượn dùng áp lực của hơi thở vua hoàng để khiến cho bản thân đột phá. Thân thể vua hoàng Hàn Trác đã suy yếu, bị chấn ma quật hút đi khá nhiều tinh khí, nên khí thế phát ra đã không bằng trước đây, nhưng áp lực cũng cực kỳ hùng hậu, đem thân thể nguyên thần của hắn ép xuống thật nhỏ, trông như một người tí hon cao ba thước vậy. Mượn dùng áp lực của vua hoàng để tu luyện, phương thức này không phải không có người khác nghĩ đến, nhưng không phải ai cũng có thể tìm được thân thể vua hoàng, không phải ai cũng có thể chống lại được áp lực của vua hoàng, không phải ai cũng có thể lấy ra thuần dương linh mạch bậc 9 để tiêu xài. Tu vi của Diệp Húc không ngừng tăng lên. Từ sau khi hắn dung nhập Ngọc Thiềm Băng Cung, Nguyệt Luân Kinh của Hàn Nguyệt Cung và trong bản Vương Khai Thiên Kinh, tốc độ tu luyện của hắn liền đạt tới một cảnh giới thật khủng bố. Người khác dù chỉ tu luyện Hạo Thiên Đại Nhật Chân Kinh hoặc Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh hay là Ngọc Thiềm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh, tu vi dù tăng lên nhanh chóng thì cũng sẽ không liên tục vượt qua mấy cảnh giới nhỏ ở trong khoảng thời gian nửa năm ngắn ngủi. Mà trong nửa năm,
tu vi hắn tăng vọt. Ngày rồi đêm tu luyện, đây tất nhiên là tác dụng của bản Vương Khai Thiên Kinh, đồng thời cũng là Diệp Húc liều mạng tẩu hỏa nhập ma, cũng phải tăng tu vi của mình lên, càng nhanh rời khỏi trấn ma quật càng tốt. Nửa năm, hắn bước vào hợp thể kỳ đỉnh phong, nhưng lại không thể tiến vào tam tương cảnh. Tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, khuyết thiếu một loại ngưng động, một loại tích lũy, điều này khiến cho cảnh giới bất ổn. Bình thường thì sẽ không cảm nhận được, nhưng khi gặp phải cánh cửa bước vào đại cảnh giới khác thì sẽ hiện ra rõ ràng. Diệp Phúc có chút nôn nóng, bất an trong lòng. Cùng lúc đấy, trong không gian tầng thứ 7 Nam Thiên Môn, thiên địa pháp tướng của Hạ Tầng Đường ngồi cách thân thể Tê Hoàng hơn trăm dặm, ngóng nhìn từ xa, không ngừng nghiền ngẫm suy diễn thiên đình được hình thành do khí thế của Tê Hoàng để suy tính tâm pháp của ông ta. Tôn thiên địa pháp tướng này đã bị luyện hóa thành của Diệp Phúc, tương đương với thiên địa pháp tướng thứ hai của Diệp Phúc, Diệp Phúc thứ hai. Hắn suy tính cấm pháp thiên đình viễn cổ này đã được hơn nửa năm, mới bắt đầu thì không có chút thu hoạch, chỉ mấy ngày gần đây mới tính ra một tia rõ ràng, dần cân nhắc ra tinh túy của nó. Thiên đình viễn cổ của Tây Hoàng rất rộng lớn, bao gồm 36 cung, 72 điện, đủ mọi loại nhân hoàng chi bảo. Mỗi một món nhân hoàng chi bảo đều có một loại cấm pháp tinh túy. Nơi đây lại có vô số hậu cung, thiên mã trường, thông thiên hà, bàn đào viên, ngọc hoa giao trì, lượng ký thức chất chứa trong đấy nhiều không thể tính toán được, thậm chí còn hơn ngàn vạn lần thập điện Diêm La Ma Hoàng đại điển của Ma Hoàng. Tâm pháp hắn đang suy tính chỉ là một sợi lông nhỏ bé của cấm pháp đầy đủ. Diệp Húc muốn suy diễn ra hết môn cấm pháp này e là cũng phải tiêu phí đi ít nhất là 10 năm. Cũng may là hắn có được thiên địa pháp tướng thứ hai, không cần bản thân phải khổ tọa suy diễn. Suy tính ra cấm pháp Tây Hoàng trọn vẹn thì không biết phải chờ tới năm nào, tháng nào. Cứ dung nhập vào trong bản Vương Khai Thiên Kinh rồi tính sau vậy. Diệp Húc đem tinh túy của thiên đình viễn cổ mà hắn suy diễn ra dung nhập vào trong bản Vương Khai Thiên Kinh của mình, ở trong khí thế tiến hóa ra thiên đình viễn. Dần dần, trong thế giới sau lưng của hắn, giữa tầng tầng tinh không, một cánh cửa thật lớn xuất hiện. Đây là Nam Thiên Môn do khí thế của hắn ngưng tụ mà ra, như thể là thần vật cất chứa căn nút chư thiên tọa lạc phía trên sông Ngân Hà. Không lâu sau, ở phía sau Nam Thiên Môn bắt đầu xuất hiện một cảnh tượng thật rộng lớn. Từng tòa cung điện bắt đầu hiện ra, kết cấu thành đàn, trông thật đồ sộ. Đột nhiên trong ngọc lâu tầng thứ nhất của Diệp Húc, ngọc hoa giao chỉ cùng thiên đình của hắn cảm ứng lẫn nhau. Tòa ngọc hoa giao chỉ này đột nhiên bay ra khỏi ngọc lâu, rơi vào trong thiên đình, khiến thiên đình này xuất hiện thêm một mảnh tiên cảnh giao chỉ. Trong nơi này lập tức trở nên sinh động lên. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, không rõ duyên cớ. Ngọc hoa giao chỉ trong ngọc lâu của hắn chính là thiên nhiên sinh thành, có công hiệu dịch cân phạt tủy. Can sải giao và kim giác ngân giác thường xuyên tắm rửa nô đùa ở trong giao chỉ. Hắn vốn không để ý lắm tới ngọc hoa giao chỉ này, nay nó lại tự động bay lên dung nhập vào trong thiên đình, bổ khuyết chỗ không đủ cho thiên đình, thật là kỳ lạ. Ngọc lâu của hắn vốn có nhiều bí mật, ngọc hoa giao chỉ dung nhập vào trong thiên đình chỉ khiến cho Diệp Húc khơ kinh ngạc một chút, sau đó hắn cũng chẳng để tâm lắm. Tòa thiên đình này sừng sững bên trên đại chu thiên quần tinh quần đấu, chấn áp đại tiểu chu thiên tinh đấu, chấn áp ngân hà trụ quang. Qua điều đó cũng có thể thấy được cấm pháp thiên đình viễn cổ của Tây Hoàng có uy lực hơn xa cấm pháp của chu thiên tinh cung. Đây mới chỉ là hình dạng ban đầu của thiên đình, còn đủ loại cấm pháp khác mà Diệp Húc chưa suy diễn ra. Nếu như Diệp Phúc có thể suy diễn ra hoàn toàn môn cấm pháp này, nó tất sẽ hơn xa thập điện Diêm La Ma Hoàng đại điển và Ngọc Thiềm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh, trở thành thứ có thể sánh với Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh. Khó trách Tây Hoàng lại bị Thanh Đế giết chết. Môn huyền khung cao thượng Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh quả thật là chứng đạo chi bảo của Thiên Đế, có uy năng hơn xa các loại cấm pháp khác kìa. Diệp Phúc cảm thấy khiếp sợ vạn phần. Môn cấm pháp do Tây Hoàng khai sáng có tên Huyền Khung Cao Thượng Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh này có cất chứa lượng tin tức vượt xa những cấm pháp khác, chỉ có Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh mới có thể sánh ngang với nó. Mà Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh chính là do Hạo Thiên Đại Đế thuộc bộ tộc Đông Hoàng sáng chế, chứng đạo chi pháp của Thiên Đế. Có thể thấy được Huyền Khung Cao Thượng Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh cũng là một môn tâm pháp cực mạnh, hoàn toàn có thể giết chết được Thanh Đế. Tây Hoàng ở trong nhà mình khai sáng tâm pháp cũng không an toàn. Diệp Phúc than tiếc không ngừng. Tây Hoàng hoàn toàn có tài Thiên Đế, nhưng chính là vì loại tài năng này mới cho hắn diệt vong, họa trời giáng, bị Thanh Đế giết chết ở trong Nam Thiên Môn. Vị trạch nam ngàn năm tuổi này chết thật nghẹn khuất. Nếu hắn có thể tiếp tục trưởng thành thì tương lai chắc chắn sẽ trở thành Thánh Hoàng, Vu Tổ, Thần Vương, Đế Quân, thậm chí là vấn đỉnh Thiên Đế vị. Đế vị đổi chủ cũng là không nói chơi. Ở thời đại Tây Hoàng kia, Thanh Đế vừa mới tiêu diệt Hạo Thiên Đại Đế,
đăng cơ xưng đế không được bao lâu, đế vị bất ổn. Thấy vị Tây Hoàng tài năng cỡ này, đương nhiên phải ra tay trước để chiếm tiện nghi rồi, chiếm lợi thế rồi, diệt trừ đi vị thiên tài có tiền đồ vô lượng này. Ầm một tiếng, trong thế giới của hắn, thiên đình kia đột nhiên nghiêng đi, ép cho trời cao kia rung rung lên, vòng trời lập tức sụp xuống. Đại địa, tứ cực sụp đổ, hồng hoang nghiêng, biển rộng đổi chiều. Thông thiên hà từ trên trời giáng xuống, hồng thủy ngập trời. Thế giới của hắn đột nhiên xuất hiện tình trạng đại sụp đổ, đại phá diệt, hư tổn còn không hề kém khi 10 mặt trời cùng mới xuất hiện. Cũng may nguyên thần của hắn, gốc ngọc thụ chống đỡ vòng trời, cắm rễ trong đại địa, mạnh hơn trước đây không biết bao nhiêu lần, mới có thể khiến cho thế giới không sụp đổ hoàn toàn. Đây là thiên đình được hình thành do huyền khung cao thượng Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh cùng với vũ trụ tinh không hình thành, bởi vì đại tiểu chu thiên tinh đấu cấm pháp liệt nhật kim ô hình thành do hạo thiên đại đạo chân kinh, mặt trăng do ngọc thiểm băng cung nguyệt luân kinh, còn đủ loại cấm pháp khác cũng không tương dung hoàn toàn, đều tự hình thành những chỉnh thể độc lập. Trong đó uy năng của thiên đình quá mạnh, đè sụp cả vũ trụ tinh không, tạo thành thiên địa phá diệt. Giờ phút này, ba vị Minh Tôn, Già La, Tu Đề và Bảo Hiền đã rời khỏi địa cung, cùng Hạo Thiên Quyển đi cướp đoạt bảo vật khắp nơi. Chỉ còn Chiếu Cung Thiều cách đó không xa, nghiền ngẫm cấu tạo của thân thể vô hoàng hàn trác. Chiếu Cung Thiều vốn đang khiếp sợ với thế giới rộng lớn mà Diệp Húc ngưng tụ kia. Đây vẫn là lần đầu tiên lão nhìn thấy cấm pháp to lớn, xuất chúng như thế. Khi lão đang hoa mắt, hoàng thần, thì thấy thế giới của Diệp Húc sụp đổ, không kịp suy nghĩ gì mà lập tức ra tay chấn áp. Thiếu bảo, trong cấm pháp của ngươi, các thế giới độc lập mà không phải một trình thể, thiếu đi một thông đạo nối liền thiên địa nhân gian. Chiều Công Thiều có tài trí cực kỳ nhạy bén sâu sắc, nếu không thì lão cũng không thể trở thành tiền tông chủ của Hoàng Tuyền Ma Tông được. Lão lập tức nhìn ra chỗ không hoàn chỉnh trong thế giới của Diệp Húc, lập tức quát to một tiếng, một con sông Hoàng Tuyền từ sau đầu bay lên, đánh vào trong thế giới của Diệp Húc, kết nối thiên giới, thông thiên hà, trải qua đại địa, sau đó đi vào thập địa, u minh địa ngục, xuyên qua từng tầng thế giới u minh, rớt vào trong u minh hải, kết nối thiên địa, nhân, tam giới lại. Con sông Hoàng Tuyền này xuất hiện đã khiến cho thế giới sau lưng Diệp Húc trở nên hoàn chỉnh, gắn bó thành một chỉnh thể, thiên địa khôi phục như thường, không sụp đổ nữa. Khí thế của ta chỉ tạm thời giúp ngươi kết nối thiên địa nhân tam giới, chờ khi rút nó ra rồi, thế giới của ngươi sẽ lại sụp đổ xuống tiếp. Chỉ có con sông Hoàng Tuyền do chính mình luyện ra, kết nối thiên địa nhân tam giới thì mới có thể tiêu trừ nỗi lo này. Chiều Cung Thiều duy trì cho thế giới của Diệp Húc không sụp đổ, trầm giọng nói: ta lập tức truyền thụ cho ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Ma Thiên Cấm Điển, ngươi hãy cẩn thận mà lĩnh ngộ. Lão giơ tay điểm một cái, trong đầu Diệp Húc lập tức xuất hiện một dòng tin tức khổng lồ. Bích Lạc Hoàng Tuyền Ma Thiên Cấm Điển xuất hiện trong đầu của hắn. Môn cấm pháp này Chiều Cung Thiều cũng không giấu riêng mà truyền thụ hết cho Diệp Húc, thậm chí còn mang theo đủ loại tâm đắc của lão giúp cho Diệp Húc lĩnh ngộ. Diệp Húc lập tức đem chỗ tinh diệu của nó dung nhập vào trong bản Vương Khai Thiên Kinh. Bích Lạc Hoàng Tuyền Ma Thiên Cấm Điển tuy là một môn cấm pháp không tệ, nhưng uy năng kém xa những cấm pháp khác mà Diệp Húc tu luyện. Lượng tin tức của nó cũng không bằng vài loại pháp môn của hắn. Dù vậy, Diệp Húc cũng mất hơn 10 ngày mới hoàn toàn dung hợp môn cấm pháp này vào trong bản Vương Khai Thiên Kinh. Hắn thúc giục tâm pháp, lập tức một con sông lớn từ trên trời giáng xuống, kết nối thiên địa nhân tam giới, kết nối thế giới của hắn, kết nối tất cả cấm pháp lại. Tuy uy năng Bích Lạc Hoàng Tuyền Ma Thiên Cấm Điển không mạnh, cấm pháp cũng không phức tạp, nhưng nó lại khiến cho thế giới của hắn hoàn chỉnh quy nhất, từ nay về sau cũng không lo chuyện phá diệt tan biến nữa. Diệp Húc thở phào nhẹ nhõm, vội nói lời cảm ơn với Triều Cung Thiều. Hắn không nhìn được cảm thán ngàn vạn, hàng vạn lần. Khai sáng một môn cấm pháp gian nan là khó khăn biết bao. Từ khi hắn quyết định khai sáng ra cấm pháp của chính mình, hắn đã gặp phải vô số nguy hiểm, vài lần còn tẩu hỏa nhập ma, thậm chí suýt nữa chết vì 10 mặt trời cùng xuất hiện. Lần này hắn dung nhập huyền khung cao thượng Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh lại khiến cho thế giới sụp đổ, một thân tu vi hủy hoại trong chốc lát. Tương lai khi ta trở thành vua hoàng, hoàn thiện bản Vương Khai Thiên Kinh, e là còn phải đối mặt với chuyện khủng bố nhất, chính là thiên đế tập kích kìa. Diệp Húc nhớ tới ân khư bị hủy diệt kia, nhớ tới thân thể Tây Hoàng ở trong Nam Thiên Môn, tâm tình bỗng trầm trọng xuống. Nếu hắn hoàn thiện bản Vương Khai Thiên Kinh, uy năng của nó chắc chắn còn hơn cả huyền khung cao thượng Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh. Tây Hoàng sáng chế môn cấm pháp này bị thanh đế nghi kỵ, không chờ hắn trưởng thành thì liền bóp chết. Nếu như Diệp Húc hoàn thiện bản Vương Khai Thiên Kinh, chỉ sợ đương kim thiên đế cũng không tha thứ cho loại chuyện này. Đến lúc đấy, Diệp Húc sẽ gặp phải kiếp nạn lớn nhất kể từ khi hắn sinh ra cho đến nay. Bỗng nhiên hắn cảm giác được một luồng sức mạnh mênh mông kích động trong cơ thể. Hắn liên tục dung nhập hai cấm pháp vào trong bản Vương Khai Thiên Kinh,
hoàn thiện thiên đình, kết nối thiên địa, nhân, tam giới. Vô hình chung đã khiến cho thực lực và tu vi của hắn thâm hậu lên mấy lần. Cuối cùng đã khiến cho mình tích lũy tấn công cảnh giới tam thân cảnh. Pháp tướng chân thân xuất hiện đi. Diệp Phúc đứng thẳng thân hình lên, nguyên thần vũ động, chỉ thấy một nhánh thuần dương linh mạch bay ra khỏi Ngọc Lâu, hòa thành một con cự long màu vàng. Con cự long này bị hắn nuốt vào miệng, cắn nát linh mạch, phóng tới tam tương cảnh. Bắt đầu từ hôm nay, pháp tướng của ta chính là Huyền Khung Cao Thượng, Ngọc Hoàng Đại Đế, nhập chủ thiên đình. Cũng trong lúc bấy giờ, Ngọc Tiêu đang vui vẻ trong lòng, nàng ta vội vàng đứng dậy, cười nói: chờ đám hỏi xong rồi thì đó chính là lúc Hoàng Tuyển Ma Tông bị xóa tên khỏi thế gian này. Hai vị sư muội mau theo ta cùng đi nghênh đón tôn khách nào. Nàng ta vừa dứt lời, bí cảnh Quảng Hàn Cung đột nhiên rung lên, trong núi ngàn sông đều chấn động, giống như có một con cự thú hồng hoang ngủ say ngàn vạn năm dưới lòng đất bừng tỉnh vào giờ khắc này vậy. Nó đang duỗi thân hình tạo ra động đất. Lần rung động này đến nhanh đi cũng nhanh, nhanh chóng bình ổn trở lại. Ngọc Tiêu nghi hoặc hạ giọng nói: Thần Tiêu, mau đi điều tra xem đã xảy ra chuyện gì. Một người phụ nữ trung niên đáp lời, vội vàng bay ra khỏi Quảng Hàn Cung. Thái Dương Thần Cung đến đón dâu, Ngọc Tiêu thật là đại công chủ, không thể bỏ đi được, chỉ có thể phái Thần Tiêu nương nương, có thể có địa vị gần với Thái Tiêu đi xem xét. Nàng ta vội vàng ra cung nghênh đón cường giả Thái Dương Thần Cung. Chỉ thế lần này, đội ngũ đón dâu của Thái Dương Thần Cung cao thủ như mây, đầu sỏ bá chủ Tam Tương Cảnh, Tam Bất Diệt Cảnh và cả thánh chủ Thái Dương Thần Cung Đông Hoàng Thiên. Đông Hoàng Thánh Chủ tự mình đến đây, Ngọc Tiêu không nghênh đón từ xa, thứ tội thứ tội. Ngọc Tiêu cung chủ tươi cười đầy mặt, từ xa đã cười khanh khách nói: sao dám làm phiền cung chủ, tự mình nghênh đón được. Đông Hoàng Thiên cười ha ha, giọng nói như chuông lớn. Ong một tiếng, sau lưng Ngọc Tiêu cung chủ xuất hiện một vầng trăng sáng. Mặt trăng và mặt trời thu hút lẫn nhau, quấn vào nhau, âm dương phụ thổ. Ngọc Tiêu và Đông Hoàng Thiên nhìn nhau, cười, tất cả đều không cần nói rõ. Ầm một tiếng, bí cảnh Quảng Hàn Cung lại rung lên dữ dội, không ít ngọn núi lớn bị chấn cho cả gốc rễ đều bị nhổ ra. Những linh sơn khổng lồ bị luồng sóng xung kích to lớn đánh cho bay lên cả vạn trượng, ngay cả những con sông lớn cũng bị đánh cho bay lên giữa không trung. Cảnh tượng này khủng bố vô cùng, khiến cho tân khách của các đại thánh địa đều đứng dậy đi ra khỏi Tam Tiêu Điện, nhìn hướng bí cảnh Quảng Hàn Cung. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Luồng dao động dữ dội này bình ổn lại, từng tòa linh sơn sông lớn từ trên không rơi xuống khôi phục nguyên trạng, dường như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Chẳng lẽ là lão ma đầu Ứng Tông Đạo kia không chịu nổi nữa, định ra tay xông vào Trấn Ma Quật để nghĩa cách cứu sư tôn hắn và tên tiểu tử họ Diệp kia sao? Ngọc Tiêu cung chủ khẽ biến sắc mặt, lập tức lại khôi phục lại như thường, cười lạnh ở trong lòng. Tùy hắn, hắn tự mình xông vào Trấn Ma Quật chính là tự tìm đường chết mà. Nàng ta cũng cho là không ai có thể chạy ra khỏi Trấn Ma Quật được, chắc hẳn là Ứng Tông Đạo âm thầm lẻn vào Hàn Nguyệt Cung, mở ra Trấn Ma Quật tìm kiếm tung tích của Diệp Húc và Triệu Công Thiều. Đồng Hoàng Thánh Chủ, hãy vào cung nghỉ ngơi một lát, bản cung đã phái người đi mời tân nương rồi. Ngọc Tiêu công chủ cười nói. Lại oanh một tiếng, đột nhiên bí cảnh Quảng Hàn Cung lại rung lên thật dữ dội, vô số linh sơn bị sóng xung kích đánh cho bay lên trời cao, ầm ầm vỡ rơi xuống, hóa thành hư ảo. Những con sông lớn trong chớp mắt bốc hơi đi, hư hại bởi lần chấn động này gấp những lần trước cả trăm lần. Mặt đất nứt ra, lộ ra những vết nứt sâu vạn trượng, trông khủng bố như rãnh trời vậy. Một luồng hơi thở vu hoàng đột nhiên phóng lên cao, uy áp thật lớn bao phủ cả đất trời. Hơi thở vu hoàng mấy vạn năm qua chưa từng xuất hiện, nay lại đột nhiên hiện ra trong bí cảnh Quảng Hàn Cung. Vu hoàng, không ngờ trong Quảng Hàn Cung lại có vu hoàng. Có người thất thanh kêu lên. Ngọc Tiêu công chủ không nhịn được biến sắc mặt. Chẳng lẽ Ứng Tông Đạo đã trở thành vu hoàng rồi sao? Không, không thể nào, không thể nào được. Hắn vốn chẳng thể qua nổi một cửa nhân kiếp kia. Mọi người đứng trên không trung Quảng Hàn Cung cùng nhìn xuống dưới, chỉ thấy những nơi mặt đất vỡ ra, một mặt trăng mặt trời quấn quanh nhau gào thét phóng lên cao. Loại uy thế này khiến cho lòng người phát lạnh. Chẳng lẽ Thái Dương Thần Cung và Hàn Nguyệt Cung sớm đã liên kết tạo ra một vị vu hoàng? Lần này bọn họ dùng chuyện đám hỏi mời chúng ta đến, thực tế là muốn vị vu hoàng này ra tay một lưới bắt hết chúng ta lại hay sao? Trên khoảng không những kẽ hở, Thần Tiêu nương nương nhìn nhật nguyệt song luân đang dâng lên kia, không biết phải làm sao, đột nhiên một bàn tay to ầm ầm hạ xuống chỗ của bà ta. Thần Tiêu nương nương cũng là một vị nhân hoàng, là bá chủ còn lại của Hàn Nguyệt Cung, đối mặt với loại công kích này cũng chẳng hề sợ hãi chút nào. Bà ta lập tức quát to một tiếng, thiên địa pháp tướng mọc lên sau lưng,
trông như tiên tử đầu đội trời chân đạp đất vậy. Hai tay nâng một vòng trăng sáng nghênh hướng bàn tay kia. Bốp một cái, mặt trăng của bà ta trực tiếp bị bàn tay này ép cho tan biến như bọt khí. Thiên địa pháp tướng cấp nhân hoàng cũng bị nghiền nát. Thần Tiêu nương nương không kịp rên lên tiếng nào đã bị bàn tay này chụp cho tan xương nát thịt. Thân thể, nguyên thần, thiên địa pháp tướng của nhân hoàng đều là bất diệt, rất khó chơi, có thể chết mà sống lại. Nhưng bàn tay này dùng sức bắt lấy, liền ngưng tụ một lần nữa thiên địa pháp tướng và nguyên thần của bà ta, sau đó quăng vào trong một cái đại đỉnh bốn chân hai tay. Một bóng dáng màu trắng từ từ bay lên trên không trong khe nứt, hơi thở độc hữu của vô hoàng truyền đến. Một mình hắn đứng giữa không trung, trông như một người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất vậy. Hơi thở bao phủ cả bí cảnh Quảng Hàn Cung, khiến cho mọi người như cảm thấy một luồng áp lực vô cùng trầm trọng đánh úp lại, ép cho nguyên thần, thiên địa pháp tướng, thậm chí là thân thể bọn họ đều nhanh chóng thu nhỏ lại. Đây là vô hoàng chân chính, dáng người của hắn cũng không cao lớn, chỉ tầm như người thường, nhưng hơi thở của hắn lại như vực sâu không thể lường được. Đứng trước mặt của hắn, thân thể mọi người đều bị ép cho rung lên, thu nhỏ lại nhanh chóng, làm cho người ta cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và yếu ớt vậy. Ngọc Tiêu, đệ đệ của ta ở đâu? Nhanh thả đệ đệ ta ra. Ở mi tâm của vô hoàng áo trắng, một mặt trời, một mặt trăng quấn lấy nhau, hắn mở miệng hét lớn, âm thanh truyền khắp nơi. Đệ đệ sao? Ngọc Tiêu công chủ cũng không rảnh thương tâm cái chết của thần Tiêu nương nương, vội vàng cao giọng nói. Hàn Nguyệt cung ta từ trước đến nay không thích gây chuyện thị phi, chắc chắn là có hiểu lầm. Có khi là có kẻ gian đã ngâm thầm quấy phá, châm ngòi ly gián, xin hỏi tiền bối, đệ đệ của ngài là ai? Hiểu lầm sao? Vu Hoàng áo trắng cười lạnh một tiếng. Hiểu lầm cái chó má gì đây? Đệ đệ của bản hoàng chính là Diệp Thiếu Bảo. Hắn đến đây cầu hôn lại bị ngươi nhốt lại, còn dám nói là hiểu lầm hay sao? Sao? Vị Vu Hoàng này là ca ca của Diệp Thiếu Bảo sao? Cường giả các đại thánh địa ngẩn ra, liếc nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao ta chưa từng nghe nói tên Diệp Thiếu Bảo kia còn có một vị ca ca đã trở thành Vu Hoàng vậy? Khó trách Diệp Thiếu Bảo kia kiêu ngạo, ương ngạnh, giết người vô tính. Hóa ra là hắn có một vị ca ca đã trở thành Vu Hoàng. Đây chỉ sợ là một vị Vu Hoàng nhân tộc duy nhất trên đời này rồi. Mọi người ai ai cũng nghị luận, Ngọc Tiêu công chủ không nhịn được mà khiếp sợ, trên trán toát ra mồ hôi lạnh tinh mịn. Nàng ta một bên thì liếc mắt ra hiệu cho đám người Cảnh Tiêu, Quỳnh Tiêu thúc giục các cấm bảo của Hàn Nguyệt Cung, mặt khác lại vừa cười vừa nói. Vị tiền bối này trong đó quả thật là có hiểu lầm. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo chưa từng tới Hàn Nguyệt Cung ta. Về phần cầu hôn lại là giả dối hư ảo. Xin hỏi tiền bối, ngài là... Vu Hoàng áo trắng khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Đệ đệ của ta tên là Diệp Thiếu Bảo. Bản hoàng lớn tuổi hơn hắn, đương nhiên là Diệp Đại Bảo. Diệp Đại Bảo sao? Phía sau Đông Hoàng Thiên, một lão quái vật tam bất triệt cảnh của Thái Dương Thần Cung nghe thấy tên này không nhịn được bật cười. Sao có người lại lấy cái tên kỳ lạ như Diệp Đại Bảo vậy nhỉ? Bốp một tiếng, Vu Hoàng áo trắng lắc mình xuất hiện ở trước mặt của hắn, một trường hạ xuống ép chết hắn. Nguyên thần thân thể, thiên địa pháp tướng đều vỡ nát, chết thật sạch sẽ. Hắn lạnh lùng nói. Cái tên Diệp Đại Bảo này là ngươi có thể gọi hay sao? Ngươi niệm tên của bản hoàng liền tâm sinh cảm ứng, ở ngay trước mặt bản hoàng mà là gọi tên bản hoàng, ngươi chết cũng chưa hết tội. Tên bản hoàng có một chữ ngọc, tên Đại Bảo, ngươi gọi bản hoàng là Ngọc Hoàng là được. Đông Hoàng Thiên khẽ biến sắc mặt, vị Ngọc Hoàng này giết người ngay trước mặt mọi người, ngay trước mặt các đại thánh địa. Không chỉ xử lý một trong cửu tiêu của Hàn Nguyệt Cung là thần Tiêu Nương Nương, lại giết chết một lão quái vật tam bất triệt cảnh Thái Dương Thần Cung. Không khác gì ở trước mặt mọi người đánh vào mặt Hàn Nguyệt Cung và Thái Dương Thần Cung. Đông Hoàng Thiên và Ngọc Tiêu Cung Chủ liếc nhau, trong lòng vừa giận lại vừa sợ. Chỉ thấy mi tâm của vị Vu Hoàng áo trắng kia, một mặt trời, một mặt trăng quấn nhau, giống như thiên vương giáng thế, uy áp vô cùng. Hắn đi vào không trung Hàn Nguyệt Cung giữa các vị cường giả, coi mọi người như không khí vậy. Ngọc Tiêu, giao đệ đệ của ta ra đây, nếu không thì đừng trách Diệp Mỗ đổ sát Hàn Nguyệt Cung các ngươi, hủy hoại thánh địa mà Nga Hoàng đã xây dựng nên này chỉ trong chốc lát thôi. Vị Ngọc Hoàng này thản nhiên nói. Biến cố này khiến mọi người không nói ra lời, nơm nớp lo sợ. Bọn họ tuy là cường giả bá chủ đại diện của các đại thánh địa, nhưng một vị vu hoàng trong truyền thuyết này đột nhiên xuất hiện ở giữa bọn họ, khiến cho bọn họ không dám có bất cứ ý tưởng gì. Ngọc Hoàng tiền bối, lệnh đệ Diệp Thiếu Bảo thật sự không có ở trong Hàn Nguyệt Cung ta. Ngọc Tiêu công chủ cắn chặt răng, chết cũng không chịu thừa nhận. Vu Hoàng áo trắng kia khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm. Hay là đệ đệ ta chỉ thuận miệng nói mà không đi tới quý cung cầu hôn sao?
ta nghe hắn nói hắn coi trọng thân thể ngũ hành cuối cùng tên là Tô Kiều Kiều. Người gọi cô ta tới đây để bản hoàng xem cô em dâu tương lai này rốt cuộc có bộ dáng gì. Ngọc Tiêu công chủ không dám chậm trễ, đột nhiên nghĩ tới Thánh Tiêu nương nương đang ở trong Bích Thủy Cung rút đi nguyên thần của Tô Kiều Kiều, đem nguyên thần của Thủy Đức Cộng Công đại đế đánh nhốt vào trong cơ thể của Lạc Nhạn Sư. Mồ hôi lạnh tuôn đầy trán, nàng ta vội vàng thả người bay lên chạy tới Bích Thủy Cung. Bên trong Bích Thủy Cung, Thái Tiêu nương nương giơ tay rút nguyên thần Thủy Đức Cộng Công đại đế ra khỏi cơ thể của Tô Kiều Kiều. Nguyên thần Thủy Đức Cộng Công đại đế tuy mạnh vô cùng, nhưng tu vi Tô Kiều Kiều lại kém xa lão quái vật Thái Tiêu kia. Thái Tiêu nương nương chính là bá chủ Nhân Hoàng Kỳ, đặt ở thánh địa khác chính là nhân vật cấp thánh chủ, vốn không phải là đại vua tam thần cảnh như nàng có thể chống lại. Đột nhiên một tiếng nổ ầm ầm vang lên, mặt đất rung chuyển một lúc, không lâu sau mặt đất lại rung lên, sau đó bình ổn lại. Thái Tiêu nương nương nao nao cũng không thể để trong lòng, nhe răng cười gằn. Kiều Kiều, đừng trách lão thân, muốn trách thì hãy trách ngươi không chịu nghe lời. Bàn tay to của mụ bắt lấy nguyên thần Thủy Đức Cộng Công đại đế, chặt đứt cảm ứng giữa Kiều Kiều và nguyên thần của mình. Lạc Nhạn Sư cười khanh khách. Sư muội, giờ muội bị biến thành phàm nhân rồi, hãy thoải mái làm phàm nhân đi thôi, đừng có ý tưởng khác. Ta nghe nói muội trước đây là nô tỳ của người ta, không bằng muội tiếp tục làm nô tỳ của ta đi, tương lai ta gả cho Đông Hoàng gia, mẫu nghi thiên hạ, muội thân là một kẻ phàm nhân cũng sẽ có vài phần vinh quang. Nàng ta còn chưa dứt lời thì Ngọc Tiêu công chủ đã giáng lâm đến Bích Thủy Cung, giơ tay tát một cái vào mặt nàng ta là đánh nàng ta ra ngoài, sau đó lại giơ tay đánh một chưởng cũng tát bay Thái Tiêu nương nương ra ngoài. Ngọc Tiêu lấy lại bình tĩnh, Thái Tiêu nương nương chỉ mới rút nguyên thần của Kiều Kiều ra khỏi cơ thể chứ chưa xử chết nàng. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thay một bộ mặt ấm áp cười ngâm ngâm nói: Kiều Kiều à, đại hỷ sự. Trên không trung Quảng Hàn Cung, cường giả các đại thánh địa đứng thành một vòng, hơi cúi đầu cung kính đứng xung quanh vị vua hoàng áo trắng này, không dám lớn tiếng nói chuyện. Vị Diệp đại bảo mượn danh Ngọc Hoàng này đương nhiên chính là Diệp Húc. Hắn bị nhốt trong trấn ma quật đã lâu, ra được ngoài là muốn giết người, là muốn dương oai, nội tâm tính toán đại náo một hồi, quấy cho Hàn Nguyệt Cung long trời lở đất, khiến cho đại thánh địa tối cao của ma đạo này mất hết mặt mũi. Đi ra liền tiêu diệt Thần Tiêu nương nương và lão quái vật tam bất diệt cảnh của Thái Dương Thần Cung, chỉ mới khiến cho hắn xuất ra một ngụm ác khí. Trong lòng hắn còn có trăm ngàn loại thủ đoạn nham hiểm vẫn chưa dùng đến. Nhưng ra rồi, hắn lại thấy Quảng Hàn Cung tụ tập nhiều cường giả như vậy, những người này nếu cùng xông lên thì một tên giả mạo vu hoàng là hắn hơn phân nửa là đi đời nhà ma ngay lập tức. Cho nên hắn cũng không dám đại khai sát giới tiêu diệt sạch tám người ở đây, mà lựa chọn chỉ nhằm vào Thái Dương Thần Cung và Hàn Nguyệt Cung, cũng không nhằm vào các đại thánh địa khác. Các vị đừng kinh hoàng, bản hoàng tuy là vu hoàng nhưng là mới thăng cấp không lâu, tu vi chưa củng cố, các vị không cần lo lắng như vậy đâu. Lúc này Diệp Phúc đang ở trong mi tâm của vu hoàng Hàn Trác, hắn cười ha ha tự nhiên đến cực điểm nói: Bản hoàng khác với đệ đệ, đệ đệ ta tính tình hoang dã không nhịn được bị ức giận, mà bản hoàng thì rất dễ nói chuyện. Mọi người không cho là đúng ngơ ngác nhìn nhau, dễ nói chuyện mà còn chưa nói lời nào thì đã xử lý mất nhân vật còn lại của Hàn Nguyệt Cung, Thần Tiêu nương nương trong Cửu Tiêu hay sao? Dễ nói chuyện mà vì một lời giễu cợt của lão quái vật Thái Dương Thần Cung không phân trần đã trở mặt giết người ư? Sau một lúc lâu, một lão tăng của Tiểu Quang Minh Thánh Địa rũ mắt xuống hạ giọng nói: Tiểu tăng xin hỏi Ngọc Hoàng tiền bối về cách trở thành vu hoàng. Tam đại thánh địa chính ma yêu ta đã hơn vạn năm chưa từng có ai trở thành vu hoàng. Cảnh giới này đã nhốt chúng ta thật lâu, thật lâu. Người đứng đầu Tiểu Quang Minh Thánh Địa của Tiểu Tăng đã sớm trở thành nhân hoàng, tu thành bất diệt kim thân, lại ngàn năm vẫn chẳng thể đột phá được. Diệp Phúc khoanh chân ngồi xuống, mời mọi người cùng ngồi rồi mới nói: Trở thành vu hoàng, nói đơn giản thì đơn giản, mà nói khó thì cũng khó. Chuyện này cần nghị lực và trí tuệ lớn, càng cần phải có quyết đoán như tráng sĩ chặt cổ tay kìa. Trong tử phủ nơi mi tâm của vua hoàng Hàn Trác, Triều Cung Thiều, Già La Minh Tôn, Bảo Hiền Minh Tôn, Tu Đề Minh Tôn và Hạo Thiên Khuyển đều ngồi ngay ngắn nghe Diệp Húc từ từ nói. Hắn khoác lác thiên hôn địa hám, khiến cho chán ai cũng toát ra mồ hôi lạnh. Lại nghe Diệp Húc tiếp tục nói: Người bảo kẻ đứng đầu thánh địa các ngươi phế bỏ tu vi toàn thân của mình đi, sau đó trùng tu kiểu chuyển nguyên công, sẽ thuận lợi trở thành vua hoàng. Có phá mới có lập, phá rồi lập, đó chính là vua hoàng. Nhớ ngày đó tu vi bản hoàng cũng kinh thiên động địa lắm, nhưng ta cũng cắn chặt răng phế đi tu vi rồi ngưng tụ trùng tu lại, lúc này mới trở thành vua hoàng. Như thế thôi, người bảo hắn phế bỏ tu vi của mình, phá rồi lập mà thôi. Trong tử phủ của vua hoàng Hàn Trác, đám người Triều Cung Thiều gần như hộc máu. Dù là con phá cẩu Hạo Thiên Khuyển kia cũng không ngừng thè lưỡi với Diệp Húc, tỏ vẻ rất khinh bỉ hắn.
lão tăng Tiểu Quang Minh Thánh Địa kia nghe xong, nửa tin nửa ngờ, giống như ngộ ra, nhưng lại như không ngộ ra, vội ghi tạc trong lòng, thầm nhủ. Chờ khi trở về rồi, ta sẽ khuyên bảo trưởng giáo sư huynh phế bỏ tu vi, trùng tu nguyên công. Đông Hoàng Tiên chớp động ánh mắt, hạ giọng nói: Xin hỏi sư thừa, của Ngọc Hoàng là ai? Sao lại biết tuyệt học của Thái Dương Thần Cung ta vậy? Sư thừa của bản hoàng là ngươi có thể hỏi hay sao? Diệp Phúc thản nhiên nói: Bản hoàng được chế ban thưởng ngọc lâu, tứ chất thiên hạ vô song, đạt được cấm bảo truyền thừa của Thái Dương Thần Cung thì có gì là kỳ quái? Đừng nói là Thái Dương Thần Cung, cho dù là cấm pháp của Hàn Nguyệt Cung, Chu Thiên Tinh Cung, ở trong mắt của bản hoàng cũng là thấy rõ. Tâm pháp mà đệ đệ Diệp Thiếu Bảo ta tu luyện chính là do bản hoàng truyền lại. Đông Hoàng Thiên, ngươi hỏi lại loại lời này, chẳng lẽ là hoài nghi bản hoàng ăn cắp cấm pháp của Thái Dương Thần Cung các ngươi hay sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói không hề che giấu sát khí, hạ giọng nói: Không nói chuyện tâm pháp của bản hoàng, không phải ăn cắp của Thái Dương Thần Cung các ngươi, cho dù là có trộm đi chăng nữa, Thái Dương Thần Cung có thể làm gì được ta? Sắc mặt Đông Hoàng Thiên kịch biến, các cường giả, thánh chủ đến từ các đại thánh địa khác đều liếc nhìn nhau, âm thầm lắc đầu. Bọn họ như nghe được những tiếng tát bốp bốp vang lên, từng cái tát lên mặt của Đông Hoàng Thiên. Đông Hoàng Thiên thật ngu ngốc, biết rõ đối phương là Vu Hoàng lại còn cố tình ăn nói lỗ mãng. Tự rước lấy nhục đây mà. Nhân tộc ta mấy vạn năm nay chưa từng có Vu Hoàng, giờ cuối cùng cũng xuất hiện một vị Ngọc Hoàng, đáng chúc mừng, đáng giá chúc mừng bốn phía mà. Lần này thì Ma Hoàng có đối thủ rồi đấy. Mọi người ào ào khẩn thiết xúi dục Diệp Húc đi tới hàng cổ ma vực khiêu chiến với Ma Hoàng. Diệp Húc đều đồng ý hết, cười nói: Ma Hoàng sao? Là đối thủ của ta sao? Bản hoàng chẳng những phải thành thánh hoàng, còn muốn vấn đỉnh đế vị, trở thành thiên đế. Tên Ma Hoàng kia chẳng qua chỉ là một hòn đá kê chân để bản hoàng đi lên đế vị mà thôi. Tiểu tử thối kia, đừng có khoác lác nữa đi. Trong không gian tử phủ, Vu Hoàng hằn trách, Triều Công Thiều giận tím mặt kêu lên: Duy trì thân thể, Vu Hoàng cần lượng pháp lực quá khổng lồ. Qua không bao lâu nữa, vị nhân hoàng là lão tử đây sẽ bị hút khô hoàn toàn kìa. Ngươi thì lại oai phong bốn phía, mà mấy người bọn ta thì mệt nhọc chết đi được kìa. Chủ công, ta cũng muốn khoác lác, ta cũng muốn khoe khoang. Hào Thiên Khuyển e sợ cho thiên hạ công loạn, kêu gào lên. Bảo Hiền Minh Tôn hừ lại một tiếng, hơi không hài lòng với hai chữ khoác lác, vung một chùy đánh mạnh xuống cái đầu con phá cẩu kia. Lại nói lúc bấy giờ, Tô Kiều Kiều ngẩn ngơ, bước cao bước thấp đi theo Ngọc Tiêu Cung Chủ bay ra ngoài Quảng Hàn Cung. Nguyên thần của nàng suýt bị Thái Tiêu Nương Nương rút đi, gần như bị biến thành phế nhân. Giờ nguyên thần trở lại cơ thể khiến nàng càng thêm hỗn loạn. Sao ta không biết tướng công còn có một vị ca ca vậy? Nàng buồn bực vạn phần, nghi hoặc khó hiểu. Ta và tướng công cùng nhau lớn lên từ nhỏ, quen biết tất cả người trong Diệp phủ, lại chưa từng nghe nói tướng công có ca ca. Hơn nữa còn là một vị ca ca đã trở thành Vu Hoàng. Đồ nhi, chờ khi đến trước mặt vị Ngọc Hoàng tiền bối, con hãy nói tốt cho vi sư vài câu được không? Ngọc Tiêu cười nói: Vi sư ngậm đắng nuốt cay bồi dưỡng con thành đại vu, tiêu phí vô số tài nguyên, vô số linh mạch, hy vọng con có thể hiểu được nỗi khổ tâm của vi sư. Kiều Kiều làm ngơ, trong lòng còn đang buồn bực. Hai người đi tới trên không Quảng Hàn Cung, ánh mắt Diệp Húc sáng lên, giơ tay liền ôm lấy Kiều Kiều, tán thưởng nói: À, vị này là em dâu của ta sao? Quả nhiên là xinh đẹp. Chuyện hôn nhân này cứ định như vậy đi. Ngọc Tiêu công chúa, ta mang Kiều Kiều đi, đó là sính lễ. Hắn vung tay lên, quăng một thứ màu trắng qua. Ngọc Tiêu công chúa tiếp lấy, cái đầu nhìn thì giận tím mặt, run giọng nói: Ngọc Hoàng tiền bối, đây là có ý gì? Thứ màu trắng trong tay của nàng ta chính là một cây xương, hơn nữa là một cây xương rách nát, trên mặt phủ kín những vết tích kỳ quái, còn mang theo thứ chất lỏng nhớp nháp tanh hôi, như thể là nước dãi của chó vậy. Ngọc Hoàng tiền bối, ngài dùng một thanh xương chó làm sinh lễ, chẳng lẽ là cố ý làm khó dễ Hàn Nguyệt Cung ta chăng? Nàng ta không thể kiềm chế được cơn tức giận trong ngực, tức giận đến sắc mặt xanh mét, tay chân run rẩy nói: Kiều Kiều là tên tiểu ngũ hành của Hàn Nguyệt Cung ta, chẳng lẽ tiền bối định dùng một cây xương là đuổi Hàn Nguyệt Cung ta đi hay sao? Hàn Nguyệt Cung ta cũng là một trong Tam Cung Ma Đạo, là thánh địa đường đường, khó có thể chịu được loại nhục nhã như thế này. Mong tiền bối hãy thu cây xương này đi, không thì Hàn Nguyệt Cung ta cho dù cá chết lưới rách cũng phải chiến đấu với tiền bối tới cùng kìa. Nàng ta tức giận ngút trời, không hề thua kém đấng mày râu, chỉ thấy từng món cấm bảo trong Hàn Nguyệt Cung bắt đầu thức tỉnh, tản ra những rung động kinh người vô cùng khủng bố. Quả thật nàng ta đồng ý cá chết lưới rách. Đông Hoàng Thiên đứng dậy thản nhiên nói: Ngọc Tiêu công chúa nói không có sai, Ngọc Hoàng tiền bối ngài
tuy quý vì vua hoàng nhưng cũng nên biết đạo lý trước sau. Mục Nhi nhà ta đã cùng Hàn Nguyệt cung đính hôn, xính lễ đã hạ. Ngọc Tiêu cung chủ đã đồng ý chuyện hôn nhân này với Thái Dương thần cung ta rồi. Hiện giờ Ngọc Hoàng tiền bối muốn cướp đi đám hỏi mà Thái Dương thần cung ta đã định ra này, e là không hợp lý thì phải. Các người... Diệp Phúc khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng động một ngón tay, thản nhiên nói: đây là tìm đường chết sao? Trên người hắn, một luồng hơi thở cấm bảo phóng lên làm cho người ta tim đập nhanh. Đây là uy năng của cung Hàn Trác, hơi thở của cấm bảo được hắn lấy thân thể vua hoàng thúc dục lên vô cùng khủng bố. Ngọc Tiêu cung chủ và Đông Hoàng Thiên liếc nhau, trong lòng hoảng sợ. Bọn họ thật sự không ngờ là vị vua hoàng này lại dẫn theo cấm bảo. Ở trên người mình, uy lực của cấm bảo đã là vô cùng vô tận. Nếu được một vị vua hoàng thúc dục thì uy năng của nó có thể hủy thiên diệt địa, ngoại trừ vua hoàng thì không ai có thể địch lại được. Chỉ có mời ra thân thể tổ sư khai phái thì mới có thể trấn trụ được người này. Ngọc Tiêu cung chủ run rẩy trong lòng. Khi Nga Hoàng mất đi đã để lại thân thể của mình để chấn áp bí cảnh Quảng Hàn Cung, đó là thân thể của một vị thánh hoàng. Nếu được Kiều Tiêu bọn họ cùng nhau thúc dục, thêm các loại cấm bảo của Hàn Nguyệt Cung, uy năng của nó thậm chí còn vượt qua vua hoàng. Nếu là vua hoàng bình thường thì đều có thể đập chết được. Nhưng hiện giờ Kiều Tiêu cũng không phải là một thể, nếu dùng đến thân thể của Nga Hoàng thì Quỳnh Tiêu chưa chắc đã đồng ý. Thần Tiêu nương nương thuộc Kiều Tiêu đã chết, những vị nhân hoàng khác của Hàn Nguyệt Cung chưa chắc đã đồng ý cùng cá chết lưới rách với vị Ngọc Hoàng này. Nếu dùng thân thể Nga Hoàng giao chiến với Ngọc Hoàng, khi đó e là Hàn Nguyệt Cung sẽ gặp phải tai ương ngập đầu, bí cảnh Hàn Quảng Hàn cũng sẽ bị đánh nát. Còn một cách nữa, đó là khiến Ma Hoàng tự mình giáng lâm xử lý tên Ngọc Hoàng đáng giận này. Không phải là nàng ta chưa từng có suy nghĩ này, nhưng lúc này Ma Hoàng lại bận bịu không rảnh tự mình giáng đến. Nếu như ông ta có thể tự mình đến đây ngay trước mặt nhiều thánh địa, làm cho người ta biết quan hệ giữa nàng và Ma Hoàng, e là khi đó Hàn Nguyệt Cung sẽ gặp phải vạn kiếp bất phục. Nàng trầm ngâm một lát, đột nhiên cười khúc khích nói: Ngọc Hoàng tiền bối, vãn bối đồng ý cuộc hôn nhân này. Diệp Phúc thản nhiên ơi một tiếng, liếc Đông Hoàng Thiên một cái, rồi mỉm cười nói: tiểu bối kia, Ngọc Tiêu đã không có ý kiến gì nữa, ngươi còn ý kiến gì không? Đôi tay của Đông Hoàng Thiên run lên nhẹ nhẹ, hắn đột nhiên cười to nói: vãn bối đương nhiên không có ý kiến, chúc mừng đám hỏi giữa Hàn Nguyệt Cung và Ngọc Hoàng tiền bối, cáo từ. Hắn tức giận vạn phần trong lòng, phất tay áo rời đi, lửa giận ngập trời, thậm chí khiến cho không trung bí cảnh Quảng Hàn Cung cháy một mảng đỏ thẫm, gần như hòa tan cả hư không vậy. Lần này, e là Hàn Nguyệt Cung ta đã hoàn toàn đắc tội Thái Dương Thần Cung rồi. Ngọc Tiêu cung chủ nhìn Đông Hoàng Thiên rời đi, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Diệp Húc khẽ ho một tiếng, lướt người phụ nữ này một cái, thản nhiên nói: Ngọc Tiêu, đệ đệ Diệp Thiếu Bảo của ta bị ngươi nhốt ở nơi nào, mau giao đệ đệ của ta ra đây, đừng ép bản hoàng phải giết người. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại quý vị ở tập tiếp theo của bộ truyện trong các video sắp tới. Xin chào và gặp lại.